Các anh trong phòng này, tôi đi thi đi thi thì tôi được giải ba thế giới. Vì sao một cái bánh xà phòng mà tôi được giải ba? Các chị thấy không? Bánh xà phòng thì thiếu gì? Thế nhưng mà đi thi cả thế giới đi thi chứ phải một mình nước Việt Nam mình đâu. Nhưng mà riêng Việt Nam là được đi thi là chúng tôi được giải ba. Thì cái sản phẩm này nó, bởi vì nó không phải là sản phẩm bình thường, nó là chữa bệnh, là chữa hôi nách, chữa hôi chân, chữa viêm nang lông. Nếu như đa số viêm nang lông là nam giới, là bị các anh các chị dùng những cái nước giặt hóa chất mà giặt nó không sạch, thì khi mà mồ hôi nó ra nó sẽ bị ngứa lưng, nó ngứa lưng, ngứa đầu, ngứa vân vân, thì bệnh ngoài da gọi là viêm nang lông. Thì tắm cái này là khỏi, tắm cái này mà khỏi. Và cái bánh xà phòng này các anh các chị đều biết là cái bánh xà phòng 72 ngày xưa đúng không, nó giống như thế nào thì bánh này nó cũng giống như thế. Tức là chúng ta có thể tắm 3-4 tháng, mang đến mua mấy chục nghìn, nhưng mà tắm 3-4 tháng mới hết. Và Nhật Bản sang, nếu anh các chị sang Nhật Bản mua thì nó là 30 đô, 30 đô cái bánh xà phòng này, mà người ta rất quý bởi vì chữa bệnh. Và họ đưa sang Đức và bên người Đức họ rất thích cái sản phẩm này, bởi vì bên châu Âu người ta làm 6 tháng lạnh, người ta đi giày là các cái vết, các cái mắt chân này, các cái rồi các cái chân này nó dính vào và nó lở này, thì người ta tắm cái này, người ta cọ vào thế này làm nó khỏi luôn. Thì cái bánh xà phòng này, đây là cái hương quế này là của Việt Nam rất thích và ở bên châu Âu rất thích bởi vì nó lạnh. Nhưng mà ở Nhật và ở Hàn Quốc thì họ lại thích cái bạc hà này hơn, vì riêng cái tinh dầu bạc hà đã chữa bệnh rồi, cho nên là họ lại thích cái bạc hà này hơn. Thì cái này chúng tôi đa số là đưa sang Nhật và sang Hàn Quốc, họ thích cái bạc hà này hơn. Thế còn đây là tiếp theo là cái bánh xà phòng và để cho làm đẹp, và để cho chị em chúng ta rửa mặt này, hoặc là chúng ta thì cái này nó cũng rắn của nó y như này, tức là dùng đến mấy tháng hết một bánh xà phòng, nhưng mà ngửi rất thơm mùi dừa, mùi cám gạo. Cám gạo là cái cám mà của những cái chúng tôi lấy, thì các chị biết cái cám gạo mà người ta ăn rất là tốt, chúng tôi đưa vào thì toàn những cái chất và rất nhiều các tinh dầu ở đây nữa. Thì cái sản phẩm đấy chị em chúng ta tắm hoặc rửa tay hoặc rửa mặt sẽ rất là đẹp. Đây cái sản phẩm này đây, thì đấy là có phải bảo vệ sức khỏe không, chúng tôi làm sản phẩm gì nó cũng hướng đến sức khỏe của mọi người đấy.